sáng ngày 23 tháng 11, tại di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Dòng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đến dâng hoa dâng hương, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, nhân kỷ niệm 83 năm ngày khởi nghĩa Nam Kỳ, ngày 23 tháng 11 năm 1940, ngày 23 tháng 11 năm 2023. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Dòng là nơi trước đây thực dân Pháp đã dựng trường bắn để xử kín, xử lén các chiến sĩ cách mạng. Trước đó, đoàn cũng đến dâng hoa, dâng hương tại tượng đài Nam Kỳ khởi nghĩa, di tích lịch sử văn hóa quốc gia địa điểm dinh quận Hóc Môn, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.